Bị tố lấy chất xám của bản thân, hot girl ống nghiệm xuất hiện với ngoại hình khác lạ khi về Việt Nam, từng lên tiếng về câu chuyện làm dậy sóng. Phạm Tường Lan Thi sinh năm 1998 sở dĩ được gọi là hot girl ống nghiệm bởi cô là một trong những em bé đầu tiên được sinh ra tại Việt Nam nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Vốn có ngoại hình xinh xắn và thành tích học tập tốt, song cô cũng là cái tên gây nên nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Được biết, Lan Thi từng theo học tại ngôi trường khá nổi tiếng là Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đạt được nhiều thành tích đáng nể như giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho bậc trung học vào năm 2015, huy chương vàng Olympic thành phố Hồ Chí Minh môn lịch sử, giải triển vọng của cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ. Ngoài ra, Lan Thi từng gây dấu ấn tại đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 16. Mặc dù không nhận được kết quả như mong đợi, song sự xuất hiện của cô nàng nhận được không ít sự chú ý của dân tình. Về đời tư, suốt nhiều năm qua, thỉnh thoảng cộng đồng mạng lại chia sẻ bài đăng tố Lan Thi lấy chất xám của bạn thân là cậu bạn TGK để đi du học. Dù vậy, những thông tin này được cho là thiếu căn cứ và chưa được xác thực. Báo Đất Việt đưa tin, trước những lời ném đá, cô từng lên tiếng phủ nhận và cho rằng mọi người đã đẩy sự việc đi quá xa. Thậm chí có thời điểm hot girl 9X phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra bằng chứng chứng minh mình hoàn toàn vô tội. Đáng chú ý, trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, việc Lan Thi không đạt được điểm số cao khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ về năng lực học tập thực sự của cô. Cụ thể, điểm các môn của 9X như sau: Toán 6,25, Tiếng Anh 6,73, Ngữ văn 7, Hóa 5,8, Lịch sử 3,75. Nhiều người cũng tỏ ra ngỡ ngàng khi cô vốn được mệnh danh là học sinh giỏi sử nhưng chỉ được 3,75 điểm. Lúc bấy giờ, Lan Thi lên tiếng khẳng định bản thân chỉ cần đỗ tốt nghiệp là đủ. Tuy nhiên, việc điểm số không quá cao khiến nhiều netizen không tin vào lời thanh minh của Lan Thi khi bị tố lấy chất xám của bản thân. Mỗi năm, những bài viết đề cập đến chuyện này của cô vẫn được cộng đồng mạng lan truyền không ngừng và nhận về vô số lượt tương tác, nhất là sau khi cô xuất hiện tại đường lên đỉnh Olympia. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong cho hay, quy mô cuộc thi khi ấy chỉ dừng ở cấp độ trường học và trong khuôn khổ thành phố Hồ Chí Minh. Khi biết đến những thông tin sai sự thật, dù nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ, không hiểu tại sao mình lại bị dính vào lùm xùm như vậy. Trong bài viết đó, không chỉ đề cập đến việc bạn TGK mà còn nhắc đến việc môn sử cùng một số thông tin khác, thậm chí là nhắm đến ngôi trường Lê Hồng Phong em theo học. Khi đó em rất bất ngờ, không biết phải xử lý ra sao vì mới chỉ 17-18 tuổi. Cô tâm sự khi nhắc đến một bài viết chê trách mình và sau khi nhờ công an can thiệp, Lan Thi ngỡ rằng mọi chuyện đã trở lại bình thường. Nhưng không ngờ, mỗi năm vụ việc này lại bị netizen đào lên. Ở tuổi 24, Lan Thi khiến nhiều người bất ngờ khi theo đuổi phong cách trưởng thành với lối make up đậm. Dễ thấy cả nhan sắc và thần thái của cô đã thay đổi rất nhiều từ thời điểm thi đường lên đỉnh Olympia. Được biết, khi hoàn thành chương trình học tại một trường đại học tại Nhật Bản, hot girl ống nghiệm quyết định về nước làm việc và công việc hiện tại khiến cô khá hài lòng. Trong hình ảnh mới trên trang cá nhân, Lan Thi khoe mái tóc bạch kim và nở nụ cười rạng rỡ. Nhiều netizen nhận định 9X ngày càng trưởng thành và chững chạc hơn trước. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.